Xin chào tất cả các bạn. Trước mặt các bạn là hai dòng xe tay ga của Honda. Một chiếc bên tay phải các bạn là chiếc Honda E-Blade, còn chiếc bên tay trái là chiếc Honda Lead các bạn ạ. Thì ở video trước ấy, thì mình có quay một cái video so sánh giữa chiếc Honda Vision cá tính với chiếc E-Blade. Thì hôm nay thì hôm trước thì mình có nói rồi, mình chỉ so sánh để là chia sẻ cái giá thành của con Vision ấy nó đang quá cao so với những cái gì các bạn nhận được, thì mình còn lấy con E-Blade làm mẫu thôi. Chứ còn để mà so sánh ngang hàng ấy thì mình thấy con Lead này với con E-Blade này thì nó sẽ ngang hàng hơn. Cái chiếc xe tay ga của Honda này, cả E-Blade cả Lead này đều được sản xuất năm 2022 nhé các bạn nhé. Và mình lấy chiếc Honda E-Blade phiên bản tiêu chuẩn này để so sánh với chiếc Honda Lead phiên bản cao cấp kia, để mình so sánh cái như thế thì mình sẽ cảm thấy nó cân bằng hơn. Nếu như mình lấy cái chiếc Honda Lead là cái phiên bản tiêu chuẩn ấy thì cái giá bán đề xuất của nó ấy, tức là giá đề xuất nó đã thấp hơn con E-Blade rồi, thì như thế nó sẽ so sánh nó sẽ không ngang ngửa với nhau lắm. Thì mình quyết định là mình lấy con Honda Lead phiên bản cao cấp và chiếc E-Blade phiên bản tiêu chuẩn để so sánh với nhau để cho nó ngang cơ ấy các bạn. Thằng Honda E-Blade phiên bản tiêu chuẩn này đang có giá bán ở thời điểm cụ thể là đầu tháng 10 năm 2022, nó đang dao động khoảng độ 43 triệu nha các bạn nhé, chưa bao gồm tiền đăng ký. Còn thằng chiếc Honda Lead phiên bản cao cấp này thì nó dao động khoảng độ 45 triệu các bạn nhé, chưa bao gồm tiền đăng ký luôn các bạn. Cái giá mình báo cho các bạn thì sau thời điểm này nó có thể lên xuống ít nhiều nhé. Mình tại sao mà mình có chia sẻ với các bạn là mình lấy hai cái phiên bản để so sánh với nhau, bởi vì mình lấy cái căn cứ là mình xem ở trên cái trang chủ cái giá đề xuất của thằng Honda nó cung cấp ấy, thì hai chiếc này đều có giá xem như nhau. Ví dụ như chiếc Honda Lead này thì mình xem cái giá đề xuất của nó là 41.224.000 đấy, cái số lẻ thì mình không tính nhé. Còn chiếc E-Blade cũng vậy, cũng là 41.324.000, nó chỉ chênh nhau 100.000-200.000 thôi, không đáng là bao. Vì vậy mình lấy hai chiếc này so sánh cho nhau với nhau để cho nó cân xứng các bạn ạ. Các bạn ơi, chúng ta thường thấy là những cái dòng Honda E-Blade ấy thường dành cho những bạn nam đúng không? Và chiếc Honda Lead là dành cho bạn nữ. Thực ra thì cái đấy nó là cái lựa chọn cũng như là cái thiết kế, cái sở thích về kiểu dáng và những công dụng cũng như là những cái tính năng đi kèm thôi các bạn ạ. Chứ còn mình thấy thì không phải là cái chiếc xe nào là dành cho phụ nữ hoặc là chiếc xe nào là dành cho nam đâu các bạn ạ. Mà người ta sẽ thiết kế theo kiểu là sẽ phần nào thiên về cái hướng mà phục vụ cho cái giới tính đó. Ví dụ như chiếc Honda Lead này nhá, thì các bạn sẽ để ý là cái chiều cao yên của nó này khá là thấp các bạn ạ, chỉ có 760mm thôi các bạn ạ. Đó, còn so với thằng chiếc E-Blade kia thì cái chiều cao yên của nó cao hơn là 775mm các bạn ạ. Cộng với cái việc là cái sàn để chân này của nó rất là rộng và thoáng, nó sẽ tiện cho việc chị em lên xuống cũng như là mặc váy các bạn ạ. Vì khi mà có cái sàn để chân thoáng này các bạn, khi mà đưa chân lên đưa chân xuống nó sẽ dễ và nó duyên dáng hơn đúng không các bạn. Nếu không như thằng E-Blade này thì nó sẽ có một cái phần gồ lên ở đây, bình xăng nó sẽ nằm ở đây các bạn ạ. Đấy thì chả nhẽ này lên lại cứ soạn háng này để mà mặc váy mà lên như thế này à các bạn. Như thế thì mình cảm thấy nó rất là vô duyên. Đấy. Thật ra ấy, nếu như bạn nào mà thích cái dòng xe nào hơn thì các bạn cứ chọn dòng xe đấy, chứ nó không nhất thiết là cứ mặc định dòng xe Lead là phải dành cho con gái đi, hay là dòng xe Blade là dành cho nam đi các bạn ạ. Quan trọng là các bạn sử dụng cảm thấy nó xe nó thoải mái và nó phù hợp với các bạn và các bạn thích là được. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu với chiếc Honda Lead này trước nhé các bạn nhé. Các bạn nhìn phía thiết kế phía trước của nó này, đã được trang bị hệ thống đèn LED rồi nhé các bạn nhé. Đây, và đèn xi nhan sẽ nằm ở hai bên này các bạn. Nó cũng sẽ có cái giải đèn trang trí ở đây các bạn. Đây, để mình mở khóa lên cho các bạn xem. Tất cả những dòng xe trang bị đèn LED này rồi thì khi mở khóa cái là đèn nó sáng luôn các bạn thấy chưa? Đấy, đèn rất là sáng và đèn chiếu sáng sẽ được nằm ở đây các bạn nhé. Đây, hai cái đèn trang trí, đèn định vị phía trước sẽ nằm ở hai bên này và xi nhan nằm ở phía trên cao này các bạn ạ. Đây, mình tắt đèn đi. Hai tay phanh thì làm hai bên rồi. Phanh bên phải này là phanh phía trước, còn phanh bên trái này là phanh phía sau. Các bạn để ý thằng Lead này nó rất là nhiều cái điểm trang trí mạ chrome này nhá. Nhìn rất là sáng xe, trông rất là sang trọng các bạn nhìn. Nó có những cái điểm chrome này nó pha trộn giữa cái phần nhựa màu ấy và phần chrome các bạn nhìn này, đây cũng có này. Ở đây là chữ Honda tem nổi ở cái phần mặt nạ nhá. Màu bạc luôn các bạn nhìn thấy. Kéo xuống dưới một tí các bạn nhìn thấy đây cũng là cái phần mạ chrome, rất là nhiều phần mạ chrome ở phần mặt nạ thằng Honda Lead này, rất là đẹp và sang trọng nhé. Mình sẽ quay xuống cái phần bánh dưới của nó, phần bánh và giảm sóc thì đều được sơn màu nhũ bạc nhé các bạn nhé. Đây, phanh trước của nó thì là hệ thống phanh thủy lực rồi, nhưng mà chưa được trang bị hệ thống phanh ABS các bạn ạ. Quay sang thằng E-Blade các bạn nhé, các bạn nhìn cái phần phía trước của nó này, không tuy là không có một cái phần thiết kế trang trí chrome nào, nhưng các bạn nhìn thấy cái thiết kế của nó rất là sắc cạnh và nhiều cái phần nhựa đan xen với nhau giữa phần nhựa màu và phần nhựa đen các bạn nhìn này. Đấy, các bạn nhìn này, cái phần mặt nạ này nó cũng là màu đen so với màu đỏ nhé, và chữ Honda cũng là tem nổi dán ở đây. Và cái đèn chiếu sáng thay vì nó nằm ở trên đầu này thì nó sẽ nằm ở phần dưới này các bạn này. Đấy, các bạn thấy chưa, nó cũng sẽ có cái giải đèn trang trí ở hai bên, giải đèn định vị và hai xi nhan ở hai bên. Để mình mở khóa lên cho các bạn xem. Đây các bạn nhìn nhá, thấy chưa, đó rất là sáng, xi nhan hai bên, đèn trang trí hai bên. Rồi để mình tắt điện đi, không nói hết điện.
mình sẽ quay xuống phần bánh như clip cho các bạn xem. Thì cái phần giảm sóc này và phần vành này đều được sơn màu đen nhám nhá các bạn nhá. Các bạn nhìn này. Và phanh trước cũng là phanh đĩa, phanh thủy lực luôn. Và rất là tiếc thì nó cũng chưa được trang bị hệ thống phanh ABS nhá các bạn nhá. Và tất nhiên là tay phanh cũng vậy thôi. Tay phanh bên phải là phanh phía trước, còn tay phanh bên trái là tay phanh phía sau. Nhưng thằng Airblade này nó sẽ có thêm một cái cần khóa bánh sau nhà các bạn ạ. Tác dụng của nó là khi các bạn bóp chặt cái tay phanh này rồi, các bạn sẽ gạt cái cần khóa này lên thì nó sẽ khóa cái bánh sau lại các bạn ạ. Đây, ví dụ nhà nhá, các bạn thấy chưa? Bánh sau nó sẽ được khóa lại để cho các bạn ví dụ như các bạn để ở cái đoạn đường nó dốc ấy. Đấy thì các bạn có thể khóa cái bánh sau lại. Đấy khi muốn nhả khóa ra các bạn bóp một cái nó bật ra nhà, các bạn thả ra thì nó sẽ có thêm một cái chức năng đấy mà thằng Lít không có các bạn nhé. Đây thì mình để quay sang bên cạnh cho các bạn xem luôn. Ở phần bên cạnh bên trái này trước nhé các bạn nhé, thì cái cánh yếm của thằng Airblade sẽ có dán một cái tem Honda AB125 phân khối ở đây các bạn ạ. Đấy, đây là phần sàn để chân. Tất cả những dòng xe tay ga của Honda thì đều có công tắc chân chống, tức là khi các bạn muốn nổ máy thì các bạn phải gạt lên nhà mới nổ máy được, rất là an toàn nhé các bạn nhé. Mình sẽ quay luôn ra phần phía sau cho các bạn xem. Thằng Airblade phần phía sau thì cái yếm của nó cũng rất là to và có chữ Airblade tem nổi ở đây nhé các bạn nhé. Mình rất thích những dòng xe tay ga của Honda dán cái tem nổi lên, trông nó rất là đẹp và sang trọng các bạn. Phần đuôi phía sau đây. Đấy, đây sẽ là chỗ đổ xăng các bạn. Cả thằng Airblade và thằng Lít thì đều đổ xăng ở đây và chúng ta sẽ mở khóa ở đây các bạn nhé. Các bạn sẽ bấm vào đây, nó sẽ bật lắp bình xăng lên. Và cái thể tích bình xăng của thằng Airblade này thì nó chỉ có 4,4 lít thôi các bạn ạ. Khá là ít so với thằng Lít. Đây, thằng Lít mình sẽ quay sang bên này cho các bạn xem. Thằng Lít thì nó cũng mở đổ xăng ở đây. Đấy thì các bạn cũng mở cái lắp bình xăng ở đây, nó sẽ bật ra nhà và đổ xăng. Thì thể tích bình xăng của thằng Lít này là 6 lít nhé các bạn nhé, nhiều hơn thằng Airblade. Và thằng Lít nó sẽ có một cái cốp nhỏ ở đây. Đấy, cốp nhỏ ở đây. Và trong này nó sẽ trang bị cái cổng sạc USB đây. Các bạn nhìn này. Đây, đấy. Mình quay ở ngoài trời nó hơi ngược sáng một chút. Đấy, cái sẽ có một cái cốp của đây. Thì thằng Airblade nó sẽ không có. Còn về cái phần cạnh bên phải như này. Đấy, các bạn nhìn này. Các bạn mình sẽ quay cho các bạn xem ở bên này nó sẽ không có tem nhé. Đây, nó sẽ không có tem và mình quay sang phần phía sau cho các bạn xem. Đây là phần chống này. Chắc chắn là cũng có công tắc điện rồi. Phần yếm phía sau này. Đấy, sẽ có chữ Lít tem nổi ở đây. Và cái phiên bản cao cấp sẽ có thêm chữ Premium Edition. Mình đọc cũng không giỏi tiếng Anh lắm các bạn. Đây là phần tay dắt phía sau thì thay vì màu đen nó là màu bạc. Tất cả những cái phần như tay dắt này, giảm sóc trước, giảm sóc trước thôi nhá. Và vành trước vành sau sẽ là màu bạc hay là bưởng côn. Ô bưởng côn này cũng là màu bạc thay vì màu đen như là chiếc Honda Airblade các bạn ạ. Về mặt động cơ thì cả hai chiếc Honda Lead và Airblade thì đều được trang bị động cơ 125 phân khối EEB cộng các bạn ạ. Cho bạn nào chưa biết thì động cơ EEB cộng được cải tiến hơn động cơ EEB thường, được tối ưu rất nhiều. Mình nói nôm na đơn giản nhé cho các bạn dễ hiểu. Ví dụ như động cơ EEB thường là 2 van, 1 van hút và 1 van xả. Nhưng động cơ EEB cộng thì nó gấp đôi luôn, là 4 van, 2 van hút và 2 van xả. Được Honda quảng cáo và tối thế là nó quảng cáo quá trời luôn, tăng tốc mượt mà rồi tiết kiệm nhiên liệu rồi tối ưu rồi vân vân, quảng cáo quá trời luôn các bạn ạ. Cùng là một động cơ EEB cộng 125 phân khối thôi, nhưng mà do cái thiết kế cũng như là trọng lượng nó khác nhau nên là thằng Lít này tiêu thụ nhiên liệu ít hơn, là 2,16 lít trên 100 km, thay vì là 2,26 lít trên 100 km. Thực ra nó cũng không chênh lệch nhau nhiều lắm đâu các bạn ạ. Về đằng phía sau thì cả hai xe đều trang bị hệ thống phanh cơ thôi nhé. Phanh phía sau là phanh thường, phanh tăng trống các bạn ạ. Và thằng Lít này chỉ có một giảm sóc thay vì hai giảm sóc như thằng Airblade. Cái cụm đèn chiếu hậu này thì mình cảm giác là nó sẽ to hơn của thằng Airblade. Đây để mình mở khóa cho các bạn xem. Đó, thì đây là xi nhan nằm hai bên nhà và đây là đèn chiếu hậu. Thì nó sẽ có thêm một cái đèn nữa gọi là đèn phanh khi chúng ta bóp phanh ấy. Đây để mình bóp phanh cho các bạn xem. Đấy, khi bóp phanh thì nó sẽ sáng thêm một cái bóng nữa gọi là bóng đèn phanh để cho người phía sau biết là chúng ta đang giảm tốc độ ấy các bạn. Đây, còn đây là cái phần đuôi phía sau của thằng Airblade. Cái đèn chiếu hậu thì mình cảm giác nó bé hơn, thì nó phải vuốt theo cái dáng của thằng Airblade mà nên là nó bé hơn. Để mình mở khóa lên cho các bạn xem nhé. Đấy, các bạn thấy chưa? Mình xi nhan luôn cho các bạn xem này. Đấy. Thì nó cũng như thằng Airblade thôi, nó sẽ có một cái bóng đèn hậu và một bóng đèn phanh, khi chúng ta bóp phanh thì nó sẽ sáng lên luôn. Đó, các bạn thấy không? Đây để mình tắt khóa đi. Còn phần về phía sau thì như mình nói rồi, vành phía sau hay là ốp bưởng côn thì nó đều được màu đen và thằng Airblade thì là hai giảm sóc nhé các bạn nhé. Đấy cũng là động cơ EEB cộng luôn. Để mình quay sang phần bên phải cho các bạn xem. Đây phần bên phải thì bên này sẽ là Oppo của nó các bạn nhé. Và cả hai xe thì đều được trang bị làm hệ thống làm mát bằng dung dịch các bạn ạ. Phần bên phải thì cũng vậy thôi các bạn ạ. Đây tem cũng là tem chữ Airblade, tem Airblade dán tem nổi ở đây, nó sẽ trải dọc lên đây. Đây là để chân sau. Đấy, đây là phần để chân trước các bạn ạ. Phần tem bên phải này nó cũng y xì như thế thôi, không khác cái gì các bạn ạ. Đây, để mình mở cốp ra cho các bạn xem nhé. Các bạn nhìn cái phần yên của thằng Airblade này thì đằng phía trước sẽ là bóng, còn phần phía sau nó sẽ có thêm chút hoa văn. Để mình mở ra cho các bạn xem. Cốp của bọn Airblade này cũng khá là rộng nhé các bạn nhé. Các bạn nhìn này, cốp của nó rộng như này và chia làm hai ngăn. Đấy, thì cái xe này nó có mấy cái gương mình chưa lắp.
Đấy, thì ở đây sẽ là chỗ lắp bình ắc quy nhé. Còn đằng phía sau này cổng sạc và USB nó sẽ nằm ở ngay cốp sau này, chứ nó không có cốp phụ như thằng Lít ở phía trước. Đây sẽ là cái đèn soi cốp nhé các bạn nhé. Khi các bạn mở khóa hoặc là tìm xe thì cái đèn này nó sẽ sáng lên, các bạn thấy không? Đấy, nó sẽ cung cấp cho chúng ta một cái ánh sáng vừa đủ để chúng ta có thể tìm kiếm đồ ở trong cốp. Còn đây là vài cái dụng cụ đồ nghề theo. Đây để mình quay sang con Lít cho các bạn. Cốp thằng Everest thì nó cũng rộng đấy, nhưng mà không rộng bằng thằng Everest đâu các bạn nhìn này. Rất là sâu và rộng và to các bạn ạ. Và nó để thành một ngăn tổng thể như này thì các bạn hoàn toàn có thể để cả thế giới trong này luôn. Chém gió thế thôi các bạn ấy, chứ các bạn để vừa đấy không nó như kiểu cái bãi rác ở trong đấy đấy. Tay rác của nó đây, yên của nó đây, yên của nó thì chia làm hai màu, một màu nâu ở phía trước và một màu nâu đậm hơn ở phía trên, thì phía trên này sẽ có chút hoa văn. Đấy, phần bên phải của thằng Lít thì cũng như vậy thôi, nhưng mà thay vì bên này các bạn sẽ không có cái giảm sóc bên này, nhìn cái phần bên này nó sẽ thoáng hơn và có cái kiểu gì nó thời trang hơn. Oppo của nó thì cũng có màu sáng hơn thay vì màu đen như thằng Everest kia. Đấy, nó sẽ có một cái phần chỗ màu nhũ bạc nha. Còn tất nhiên là cũng làm mát bằng dung dịch. Để mình quay xa cho các bạn xem nhé. Thằng Lít sẽ có thêm cái móc treo đồ nhỏ ở phía trước này các bạn ạ. Rồi, chúng ta nhìn cái mặt đồng hồ thằng Lít nhá. Mặt đồng hồ thằng Lít thì sẽ có một cái màn hình LCD nhỏ ở đây. Đấy, khi các bạn mở lên thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng cái nút cao su bên cạnh để chúng ta xem giờ này, rồi thì xem quãng đường này, để đo quãng đường, rồi khi có đến định kỳ thay dầu nó sẽ hiện báo dầu ở đây. Còn đây ở trên này những cái đèn thông báo rồi. Đây là công tắc pha cốt này. Đấy, là còi, xi nhan, rồi công tắc của công nghệ dừng xe tắt máy này. Rồi không có công tắc tắt đèn, tất cả dòng xe của Honda là từ năm 2020 không có tắt đèn. Đây là đề. Đấy. Thế còn thằng Everest thì mặt đồng hồ của nó là mặt đồng hồ điện tử to hơn. Đây các bạn nhìn đi. Còn về phần công tắc vẫn như thế, pha cốt này, còi này, xi nhan này, dừng xe tắt máy này, đề này. Đấy. Nhưng mà là cái đồng hồ của nó to và đẹp hơn các bạn nhìn này. Đấy. Ban ngày khả năng là quay ở ngoài trời nên là cái ánh sáng nó không được đẹp lắm, nhưng mà buổi tối nhìn nó đẹp lắm. Cái màn hình đồng hồ điện tử này nó full, nó đẹp lắm các bạn nhìn nhé. Thì nó sẽ có hai cái nút cao su ở hai bên này để chúng ta điều chỉnh các chức năng ở trên này, ví dụ như là công tơ mét này của nó cũng là công tơ mét điện luôn. Khi các bạn nổ máy đi ga lên thì nó sẽ lên nhé. Đấy, rồi thì đo quãng đường này, rồi thì lượng xăng tiêu thụ trung bình nữa. Đấy, nó cung cấp nhiều thông tin lắm. Rồi có cái thêm cái nổ máy ở đây, khi nổ máy lên thì nó sẽ hiện những cái thông số ở trên này, nhìn hay lắm. Giờ giấc rồi báo xăng ở trên này luôn. Nói chung là mình thấy cái này là mình thích hơn. Về hệ thống khóa thì cả hai thằng đều được trang bị hệ thống khóa Sparky A3.0. Nó như thế này, các bạn hiểu nôm na nó như này. Đều có một phím hình chìa khóa để chúng ta mở khóa. Ở trên sẽ có một phím tìm xe và cảnh báo chống trộm. Mình rất thích những cái tính năng cảnh báo chống trộm của thằng Honda nhá. Ví dụ như đây nhá, mở khóa nhá. Đây, rồi chúng ta bật chống trộm là chúng ta ấn vào phím biểu tượng hình cái loa này. Đấy, xe sẽ kêu tít lên một tiếng và sau cái đèn đỏ là nó sẽ nhấp nháy, các bạn thấy không? Cảnh báo, hệ thống cảnh báo chống trộm đang được bật đấy. Ví dụ ai mà động vào xe hay là dắt xe hay là nói chung là tác động vào xe nó sẽ kêu. Mình lay xe cho các bạn xem nhá. Đấy, các bạn thấy chưa, nó hú lên như thế. Đấy, còi xe sẽ kêu lên và xi nhan sẽ chớp nha. Đấy, chúng ta tắt tạm thời đi. Còn những lần sau các bạn bấm thì nó sẽ là tìm xe như này. Đấy, vẫn đầy đủ các chức năng. Một cái chi tiết nhỏ nữa mà mình thích ở thằng Everest này nhá, là khi chúng ta mở khóa đúng không, chúng ta ấn vào khóa này nó sẽ có đèn ổ khóa này, các bạn thấy không? Đấy, nó đèn ổ khóa màu xanh này. Một chi tiết nhỏ thôi mà mình rất là thích nhá. Mà tại sao thằng Lít nó lại không có cái đấy? Đây, cả các bạn bấm phím tìm xe nó cũng sẽ sáng cái đèn ổ khóa lên, buổi tối nhìn nó đẹp lắm. Các bạn nhìn này, bấm tìm xe này. Đấy, chờ mình tí, mình vừa bật chống trộm mà. Đấy, các bạn chưa, bấm tìm xe cái nó sáng luôn, hay lắm. Cả cái đèn trong cốp các bạn bấm tìm xe nó sáng. Thay vì như thế thì thằng Lít nó sẽ không có nhá. Đây, mình lấy chìa khóa thằng Lít ra cho các bạn xem. Chìa khóa thằng Lít thì nó cũng y xì như thế, y hệt, không khác cái gì, các bạn nhìn này. Đấy, nó cũng như thế nhá. Cũng là có chống trộm nhá. Đây, bật chống trộm lên. Bật chống trộm lên nhá. Bật lên này. Đấy, sẽ có đèn đỏ trên này chớp lên này. Đấy, cũng chống trộm y như vậy luôn. Động vào ai động vào xe thì nó sẽ kêu và hú lên nha. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy, cũng tìm xe bình thường, cũng chống trộm tìm xe đầy đủ hết. Nhưng mà có một cái chi tiết nhỏ mà nó tại sao lại không làm nhỉ? Chắc là nó chả tốn kém bao nhiêu, là tức là khi mở khóa nhá. Các bạn nhìn này. Đấy, không có đèn ổ khóa này. Nhìn này, chỉ có đèn báo trên mặt đồng hồ thôi. Đấy, khi các bạn bấm tìm xe cũng không có đèn ổ khóa sáng luôn. Đấy, rất là một cái điều đáng tiếc mà tại sao nó không đã trang bị đến tận như thế rồi mà không làm thêm cái đèn ổ khóa cho nó đẹp và buổi tối nó dễ nhìn nữa. Ok, vừa rồi thì mình có chia sẻ với các bạn những cái thông tin cơ bản về hai dòng xe Honda Lead và Everest. Hy vọng có thể giúp các bạn phần nào có thêm những thông tin trước khi đi mua xe. Thật ra chia sẻ một chút về cái ý kiến cá nhân của mình ấy, thì mình thấy là thường là cái dòng Everest này thì nó nhìn thiết kế nó khỏe hơn, góc cạnh hơn và nó to cao hơn đấy so với Lead, nên là thường là được những bạn nam ưa chuộng hơn. Còn ngược lại như vậy thì dòng xe Lead thì nó gọn gàng, nó nhẹ nhàng hơn, cũng như là cái sàn để chân nó thấp, rồi nó rộng, nó thoáng, rồi cốp để đồ nó rộng thì nó sẽ phù hợp cho bạn Lead hơn, chứ nó không phải là mặc định sinh ra là dành cho bạn nữ, hay là Everest mặc định sinh ra là dành cho bạn nam.
Còn về trải nghiệm cá nhân của mình khi mà mình chạy thử hai dòng xe này thì không phải là thiên vị đâu nhé, thì mình thấy, lúc nào mình cũng thấy thằng Airblade chạy nó sẽ ổn định hơn, nó bốc hơn, cũng như là kiểu dạng như là nó đầm xe hơn ấy, bởi vì là cái thiết kế của thằng Airblade này, cái bánh ấy, của nó đã to hơn rồi, và phía sau của nó lại trang bị cả hai giảm xóc nữa, nên là khi chạy ấy, nó sẽ cân đối hơn. Thằng Lead kia thì bánh nó nhỏ hơn, khi mà đi một thời gian ấy, cái lốp trước nó, cái lốp của nó bị mòn ấy, thì mình chạy mình cảm thấy là xe nó hơi chạnh choạng một chút các bạn ạ. Đó chỉ là một cái trải nghiệm cá nhân nhỏ mà mình chỉ muốn chia sẻ với các bạn về cái việc mình chạy xe hai dòng xe này thôi. Còn về cái tổng thể của nó nhé, cái thiết kế của nó thì cả hai chiếc xe này đều đẹp. Về thân vỏ và khung của chúng nó đều được cải tiến rồi. Động cơ đều như nhau nhé các bạn, công nghệ, động cơ, khung gầm, thân vỏ là mình thấy đều ok, ngang ngửa nhau hết. Ở cái phiên bản cao cấp này thì các bạn, thằng Lead các bạn sẽ có 4 màu sắc là màu đỏ này, màu trắng này, màu xanh này và màu xám. Thay vì thằng Airblade này chỉ có 2 màu thôi là màu đỏ và màu xanh thôi các bạn ạ. Ok, hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ giúp các bạn hiểu hơn về hai dòng xe này. Các bạn có bất kỳ câu hỏi nào hay là các bạn thích dòng xe nào hơn thì nhớ để lại ý kiến ở phần bình luận phía dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Đừng quên ấn một like và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.